Xin chào các bác xem kênh Hải Phòng RV. Hôm nay em sẽ giới thiệu bác một cái dòng TV Sony bán chạy nhất trong tháng 10 vừa qua bên em và cả trong đầu tháng 11 này. Dòng TV này bán cực kỳ chạy và có rất nhiều bác mua hàng. Đây là dòng Sony X90K. Và hôm nay em sẽ quay video giới thiệu cho bác cái dòng TV đấy và báo giá cho các bác các cái mẫu TV Sony X90K thuộc các phân khúc như là 55, 65, 75, 85 để các bác có thể tham khảo được. Dòng TV X90K của Sony ấy, thì đây là cái dòng mới của năm 2022. Và mẫu X90K thì nó sẽ bắt đầu từ phân khúc 55 inch các bác nhá. Nó sẽ không có 50, không có 43. 50 inch của Sony thì cao nhất chỉ có X85K thôi. Và nên X90K thì các bác phải chọn size từ 55 inch. Sau 65, 75, 85 thì sẽ có X90K. Dòng X90K nó sẽ khác gì so với cả các mẫu khác? Thì đây là một cái dòng đầu tiên, dòng cao cấp mà nếu như để nói về các dòng cao cấp của TV Sony ấy, thì dòng X90K là cái dòng đầu tiên cao cấp sử dụng chip công nghệ trí tuệ nhận thức, đó là chip XR. Thì bắt đầu từ X90K nên dòng cao hơn như X95K thì X90K chính là dòng sử dụng công nghệ XR. Còn dưới X90K sẽ là dòng X85 này, X80 thì các cái dòng đấy thì sẽ không sử dụng chip trí tuệ nhận thức. Đây em sẽ quay lại gần cho bác xem. Đây là mẫu 55X90K của Sony. Nếu như để phân biệt bề ngoài thì em sẽ phân biệt cho bác này. Các bác so sánh này con X90K của Sony so sánh sang con X80K, X85K của Sony ấy, thì các bác để ý cho em cái chân đế. Chân đế của X90K thì sẽ là chân đế hình kim bằng kim loại này và hình chữ T úp ngược như thế này. Đây các bác có thể để ý cho em này. Và chân đế của dòng X90K sẽ để được hai nấc các bác nhá. Nó sẽ có hai nấc. Đây hiện tại là em đang để nấc cao, còn nếu mà để nấc thấp thì các bác có thể để cho xuống thêm một chút nữa, xuống gần sát với cả cái viền này. Để cao như này thì các bác có thể để thêm một cái loa 63 ở trước này, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn chân đế của dòng X85K thì các bác có thể nhìn thấy chân đế này thì cũng là bằng kim loại rất là chắc chắn, nhưng mà nó là hình chữ V úp ngược. Ở giữa nó sẽ có khoảng cong lên nhất định. Nếu như bỏ chân đế đi, các bác nhìn bề ngoài các bác sẽ không phân biệt được con X85 và X90K, hai con sẽ giống nhau. Viền thì nó đều là viền mỏng ba cạnh. Viền mỏng ba cạnh là cạnh này, cạnh trên và cạnh bên kia. Còn ở dưới này sẽ dày. Ở dưới này nó sẽ có độ dày. Viền mỏng ba cạnh và viền bằng nhựa thì hai cái mẫu này đều giống nhau. Từ cái mẫu X80K, X85K và X90K thì bề ngoài nó sẽ gần như giống nhau. Các bác phân biệt nếu mà để nhìn thì các bác để nhìn chân đế sẽ dễ. Đây, nhìn chân đế sẽ phân biệt được ngay. Còn nếu như so sánh sang con cao hơn, đó là dòng X95K, dòng mini nét của Sony thì nó sẽ cao hơn con X90K này. Phân biệt thì bằng cách là các bác có thể nhìn này, cạnh viền của con X95K thì sẽ bằng kim loại. Kim loại rất là chắc chắn và mỏng, cực kỳ mỏng. Các bác có thể nhìn thấy này, cạnh viền kim loại cực kỳ mỏng và chắc chắn. Cạnh viền, tràn viền ba cạnh, cạnh ở dưới thì cũng là bằng kim loại và nó cũng cực kỳ mỏng, không phải quá dày. Đây, các bác có thể nhìn thấy cạnh ở dưới. Và cái dòng X95K thiết kế thì nó sẽ theo dạng là vuông, nhìn rất là khỏe khoắn. Chân đế của nó thì chân đế sẽ nhìn hình chữ T này, nhưng mà nó sẽ kiểu cách điệu hơn một chút và nó sẽ để sát bên ngoài. Dòng X95K ấy, thì nó sẽ có hai kiểu để chân đế. Một là các bác để như này, hai là các bác cho lên chính giữa ở đây. Ở giữa này nó sẽ có thêm hai cái lỗ để các bác có thể để chân đế được. Thì con X95K sẽ để được hai kiểu chân đế, một là các bác để kịch ra hai đầu, hai là các bác để ở chính giữa. Nhìn bề ngoài con X90K thì nó sẽ khác con X95K, đó là cái viền bằng kim loại các bác nhé. Viền bằng kim loại. Đây. Viền này thì là viền bằng nhựa, con X90 bằng nhựa và X95K bằng kim loại. Dòng 55X95K giá thành của nó hiện nay, ví dụ như con 55 inch này thì em đang bán với mức giá trừ hết quà sẽ là 21.620.000.
Và cái lý do vì sao cái dòng 55X90K, cái dòng Sony X90K bán chạy nhất trong tháng 10 và trong đầu tháng 11 của bên em, thì đó là cái khả năng xử lý màn hình của nó. Nó sẽ có chip trí tuệ nhận thức của Sony để xử lý hình ảnh, nó sẽ đẹp hơn con X85K. Thứ hai là cái màn hình của nó. Màn hình của nó sẽ là màn hình nét nền Full Array. Còn những cái dòng X85 và X80 đổi lại thì sẽ là nét nền nhưng mà Direct. Thì cái bóng đèn nét ở trên cái màn hình nó sẽ to hơn và nó sẽ không có khả năng làm mở cục bộ yêu cầu dimming giống như con X90K. Và cái màn hình của con X90K, cái độ tương phản nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều. Các bác có thể nhìn thấy ở trên hình ảnh này. Đấy. Bên này thì tối hơn hẳn này, còn bên này thì không thể tối bằng được. Cái độ cái hình ảnh màu sắc sáng, sắc sáng bên này cũng sẽ khác với bên này. Khi mà để cạnh hai con cạnh nhau, các bác có thể nhìn thấy cái màu sắc này. Trên TV thì em đang để các cái chế độ hình ảnh là chế độ cơ bản, chế độ giống nhau theo nhà sản xuất. Đấy, thì các bác có thể nhìn thấy so sánh được ngay. Cái màu sắc bên này, màu đen nó sẽ đen hơn. Màu sáng bên này nó sẽ không thể bằng được, màu đen bên này cũng sẽ không đen bằng. Thì cái độ tương phản là cái yếu tố quyết định để cái hình ảnh các bác xem trải nghiệm nó sẽ đẹp hơn. Thì những cái màn hình con 55X90K thì cực kỳ là đẹp và đẹp hơn con 85K rất là nhiều. Để hai cái máy gần nhau như này thì các bác có thể so sánh được ngay. Và các bác nào mà qua trực tiếp bên em trải nghiệm xem TV trực tiếp thì đều chốt cái dòng X90K thì màn hình nó sẽ đẹp hơn các dòng khác. Còn nếu như để so sánh về giá tiền thì dòng X90K của Sony nó cũng không phải quá cao. Nếu như so sánh sang cái dòng X85K thì nó chỉ hơn một chút. Nhưng mà nếu như các bác muốn cao hơn nữa, ví dụ các bác muốn đẹp hơn cả dòng X90K, các bác muốn cao hơn nữa thì các bác chỉ có nên dòng X95K. Nhưng giá tiền của con X95K thì giá cực kỳ là cao. Ví dụ như các bác, đây là cái dòng 65X95K. Giá của mẫu 65X95K em đang bán giá tại thời điểm này trừ hết quà đi thì sẽ là 46.220.000 con 65X95K. Nhưng nếu như so sánh sang con 65X90K, đây, các bác chờ một chút em sẽ bật tivi bên này lên để các bác có thể nhìn màn hình. Đây là con 65X90K. Nếu như so sánh giá tiền của nó thì con 65X90K này hiện nay bên em đang bán giá sẽ là 25.740.000, giá trừ hết quà là 25.740.000. So sánh sang một dòng cao hơn một đời thôi, đó là 65X95K thì giá nó rơi vào 46.220.000. Như vậy thì các bác mua một con 65X95K thì các bác có thể mua được hai con 65X90K. Giá tiền của một mẫu 95K mua được hai mẫu 90K. Chính vì cái điều đấy, đây là cái điều mà rào cản lớn nhất để các bác quyết định mua con 95, mà thường thì các bác sẽ mua con 90K nhiều hơn. Đây cũng chính là cái lý do mà cái dòng X90K bán chạy nhất trong tháng 10 và đầu tháng 11 bên em. Màn hình đẹp hơn hẳn so với phân khúc còn lại, phân khúc thấp là 85K và 80K. Giá tiền thì nó vừa phải, không quá cao so với cả dòng 95K, một dòng cao hơn. Quay trở lại cái phần báo giá thì em sẽ nói lại cái mức giá để các bác có thể tham khảo. Con 55X90K này hiện nay bên em đang bán có giá là 21.620.000. Và mẫu 65X90K bên em đang bán có mức giá là 25.740.000. Chuyển lên mẫu 75X90K. Đây. Dòng 75X90K thì hiện nay bên em đang bán có mức giá là 38.120.000 các bác nhé. Rất nhiều các bác sợ rằng mua cái mẫu TV size màn hình to khi mà đứng gần nó bị nhòe, nó bị vỡ hình. Nhưng mà đấy là những cái mẫu TV ngày xưa. Còn những cái mẫu TV bây giờ các bác có thể thấy nha, hiện nay em đang đứng cách TV có một sải tay thôi. Các bác nhìn này, một sải tay.
khoảng tầm 1 mét thôi. Và em đang quay bằng điện thoại cho nên là hình ảnh xem trong điện thoại nó đã không đẹp bằng nhìn thực tế rồi. Nhưng mà các bác xem qua điện thoại các bác cũng có thể phân biệt được hình ảnh nó sẽ không bị vỡ, không bị nhòe. Màn hình vẫn rất là nét, đứng cách khoảng 1 mét, hơn 1 mét nhưng mà nhìn trên cái màn hình con 75 inch và các bác không thể nhìn thấy điểm ảnh. Màn hình cực kỳ nét và mịn. Cho nên là về nhà các bác hoàn toàn yên tâm, màn hình nó được cải tiến, được nâng cấp lên rất là nhiều. Màn hình xem cực kỳ nét và đẹp. Con 75X90K, giá của nó em nhắc lại đó là 38.120.000. Và một mẫu nữa đó là 85X90K. Bên em thì có hàng trong kho nhưng mà không bày ra được bởi vì không có chỗ bày. Con 85X90K, giá thành của nó thì hôm nay cũng mới về thêm hàng, giá sẽ là 54.840.000 thôi nhá. Giá đã trừ hết quà rồi. 85X90K, đây là mẫu 85X85 này. Còn mẫu 85X90K thì em sẽ bày để trong kho. Giá sẽ là 54.840.000. Bác nào mà muốn tham khảo, muốn tư vấn thêm hoặc là muốn mua hàng, các bác có thể liên hệ về số điện thoại hotline bên em, đó là 0974178586, hoặc là số điện thoại bàn là 0243965 6067, hoặc các bác có thể vào website của bên em, đó là website eco.vn. Thì bên em có cập nhật đầy đủ hết tất cả các mẫu TV và giá thành TV trên đó, các bác có thể tham khảo được. Tổng kết lại cái video thì cái nguyên nhân mà dẫn đến cái dòng X90K bán chạy nhất trong tháng 10 và tháng 11 bên em thì đó là về cái màn hình. Màn hình của nó sẽ đẹp hơn hẳn so với cả cái phần thấp hơn còn lại. Và cái giá tiền của nó thì không quá cao so với cả dòng trên, một dòng cao hơn một đời là X95K. Thì giá tiền vừa phải và cái màn hình cực kỳ đẹp. Đây là cái điều quan trọng nhất để các bác có thể chốt mua được cái mẫu TV Sony X90K. Thì cái video của em đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào thấy video hay, có ích, các bác đừng quên cho em xin một đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ em ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.